Trong nhà mà có loại cây này, cả năm tiết kiệm được hàng trăm triệu tiền thuốc. Mã đề là loại cây thuốc được các nhà khoa học tin dùng trong chữa trị nhiều loại bệnh. Có loại cây này trong nhà, bạn sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu tiền thuốc. Mã đề, hay còn gọi là mã đề thảo, sa tiền, mã đề á, được các danh y cổ truyền và các bác sĩ hiện đại nghiên cứu và chứng minh có nhiều tác dụng không phải ai cũng biết. Từ lâu, cha ông ta đã biết sử dụng mã đề để thanh lọc, giải độc gan, chữa hoa mắt, chóng mặt, bí tiểu và tiểu tiện ra máu. Theo đông y, mã đề có tính hàn, vị ngọt, không độc, giúp lợi tiểu, tiêu viêm, thấm bàng quang, thấp khí, thanh phế nhiệt, long đờm. Theo tây y, nước mã đề có tác dụng giảm mỡ máu, hạ huyết áp, chữa béo phì, tăng huyết áp, thải độc cơ thể. Tất cả các bộ phận của mã đề đều được tận dụng để sử dụng làm thuốc. Hạt mã đề dùng trong một số bài thuốc chữa sỏi đường tiết niệu. Thuốc viên bào chế từ cao mã đề và tê pin giúp điều trị các bệnh viêm cấp tính đường hô hấp trên, chữa ho, cương tụ niêm mạc hô hấp, phục hồi tiếng nói ở bệnh nhân viêm thanh quản cấp. Cao nước mã đề giúp 92% những bệnh nhân viêm amidan cấp khỏi bệnh, được coi là thuốc kháng khuẩn tự nhiên, không thua kém gì tỏi. Mã đề được ứng dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, mã đề còn có tác dụng chữa mụn nhọt, bỏng và viêm tấy. Chỉ cần giã nát lá mã đề đắp lên vết bỏng, thì 2-45% những ca bỏng diện tích lớn đều có kết quả tốt. Trong nghiên cứu của mình về tác dụng chữa bệnh của cây thuốc, tiến sĩ Antonin, người Nga, đã áp dụng liệu trình cai thuốc lá dứt hẳn trong một tuần với mã đề. Các nghiên cứu cũng cho thấy chất polycythric trong hạt mã đề có tác dụng nhuận tràng, trị táo bón mãn tính. Cùng với kết quả về khả năng giúp đứt cơ nghiện thuốc lá, ông còn cho biết người dùng kèm nước mã đề sẽ không bị nhiệt miệng, khó ngủ và mệt mỏi. Dưới đây là một số bài thuốc giúp chữa bệnh nhờ mã đề. 1. Giúp cai nghiện thuốc lá. Nguyên liệu: mã đề tươi, cây mã đề sao khô, cắt khúc dài 3-5 cm, nước lọc 500 ml. Cách làm: lấy mã đề tươi sao khô để ráo, đập vào bình thủy tinh rồi thêm 500 ml nước sôi, sau đó để nắp và giữ nguyên 30 phút đến 1 giờ và thưởng thức như trà dùng mỗi ngày. 2. Chữa hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu. Nguyên liệu: trạch tả 12g, sinh địa 15g, long đờm thảo, sơn chi tử, hoàng cầm, xài hồ, mẫu đơn bì, tri mẫu, cúc hoa mỗi vị 10g. Cách làm: cho các nguyên liệu vào nồi sắc như thuốc, uống mỗi ngày một thang. 3. Chữa bí tiểu. Bỏ rễ của cây mã đề, rửa thật sạch, giã nát, vắt lấy nước khoảng 1 chén, hòa nước mã đề với mật ong, uống một liều là khỏi bệnh. 4. Chữa ho do viêm họng. Nguyên liệu: lá trạch tả, lá húng chanh mỗi vị 30g, gừng tươi 5g, mã đề 10g. Cách làm: cho các nguyên liệu vào nồi, sắc cùng 300 ml, đến khi cô đặt lại còn 50 ml, uống liên tục 5 ngày khi còn ấm. 5. Giúp mát gan. Nguyên liệu: mã đề tươi 10g, trạch tả, bạch phục linh, mẫu đơn bì, sơn thù du mỗi vị 10g, thuộc địa, hòa sơn mỗi vị 12g. Cách làm: tất cả sao vàng, tán bột rồi nặn thành viên nhỏ bằng hạt đỗ xanh, uống liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày 8-10 viên. 6. Chữa đi tiểu ra máu. Nguyên liệu: mã đề tươi 100g, nhỏ nồi 100g. Cách làm: rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cốt uống lúc đói. Lưu ý khi sử dụng lá mã đề: phụ nữ có thai, người già thận kém, hai đứa đêm cần cẩn trọng khi dùng lá mã đề. Khi sử dụng các bài thuốc trên, cần kiêng kỵ những chất kích thích gây nóng ruột như rượu, cà phê, gia vị, v.v. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
răng trắng sáng, hết sạch mảng bám sau 3 phút mà không cần đi nha sĩ, nhờ phơi khô một nắm rau húng quế rồi làm theo cách này. Răng không chỉ sạch mảng bám, trở nên trắng sáng hơn mà còn có được hơi thở thơm mát, nhanh chóng nữa đấy. Thử ngay bạn nhé! Cho dù đi nha sĩ để lấy cao răng, bọc sứ thì bạn vẫn cần chăm sóc chúng cẩn thận. Vì nếu không vệ sinh thường xuyên, các mảng bám tích tụ lại, tạo nên cao răng, xỉn màu ố vàng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người ngại khám, bởi họ không muốn người khác nhìn thấy hay động chạm vào hàm răng của mình. Đây chính là bí quyết giúp bạn cải thiện hiệu quả hàm răng nhiều khuyết điểm của mình ngay tại nhà, vừa tiết kiệm lại rất tiện lợi. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm lá húng quế, hai vỏ cam, lọ thủy tinh sạch để đựng, máy xay sinh tố. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn rửa sạch cả hai nguyên liệu trên. Húng quế nhặt lấy phần lá, bỏ cuống và lá úa đi, đem phơi nắng. Đến khi chúng khô hoàn toàn thì cho vào máy xay sinh tố xay thành bột mịn. Trộn bột vỏ cam và bột lá húng quế này theo tỷ lệ 1:1, cho vào ly thủy tinh, đậy nắp bảo quản dùng dần. Cách sử dụng: súc miệng với nước muối ấm pha loãng khoảng 30 giây để loại bỏ phần nào vi khuẩn trong miệng, đồng thời sát khuẩn, chống viêm, hạn chế tình trạng sưng nướu, đau họng. Tiếp theo, bạn đánh răng với kem đánh răng như bình thường. Lấy một chút bột húng quế, trộn với nước, tạo thành hỗn hợp có dạng đặc sệt, chứ không loãng quá sẽ khó dùng. Nhúng bàn chải vào hỗn hợp, rồi chà lên răng thật đều từ trong ra ngoài, khoảng 2-3 phút. Cuối cùng, bạn nhổ đi, súc lại với nước sạch. Thực hiện 2-3 lần một tuần, hàm răng sẽ đẹp và khỏe lên trông thấy. Công dụng: lá húng quế chứa các tinh chất thiên nhiên, giúp làm răng trắng, cải thiện tốt các vấn đề liên quan như viêm nướu, chảy máu chân răng, xương lợi, hôi miệng. Trong khi đó, vỏ cam rất giàu vitamin C. Chất limonene có khả năng tẩy trắng răng, tiêu diệt vi khuẩn, tránh gây sâu răng. Chúc bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa bệnh thận: đường tiết niệu bằng cây bồng bông. Dân gian có rất nhiều các loại thảo dược quý có tác dụng trị bệnh hiệu quả và được nhiều người sử dụng. Bồng bông là một loại cây mọc hoang, cũng được biết đến và sử dụng như một vị thuốc dùng để chữa nhiều căn bệnh, nhất là các bệnh về thận và đường tiết niệu. Dưới đây là một số bài thuốc từ cây bồng bông dùng để trị các chứng bệnh do thận và đường tiết niệu hiệu quả. Bồng bông là một loại cây dây leo, thân rễ bò, mọc ở khắp mọi nơi. Cây còn có tên gọi là hải kim sa. Sau khi chế biến ở dạng khô, được dùng như một vị thuốc để chữa bệnh rất tốt. Theo đông y, cây bồng bông có vị ngọt, tính lành, quy vào hai kinh tiểu trường và bàng quang, có tác dụng hong lâm, thanh nhiệt, giải độc và lợi thấp. Bài thuốc từ loại cây này được dùng để chữa trị các chứng bệnh về thận và đường tiết niệu như chứng viêm thận, thủy thủng, sỏi niệu đạo, sỏi mật. Ngoài ra, nó còn được dùng để trị mụn nhọt, vết thương do bỏng và cầm máu. Cách dùng và liều dùng phổ biến là 10g đến 20g, thuốc ở dạng khô, dùng để sắc nước uống. Các bài thuốc chữa bệnh từ cây bồng bông: chữa chứng tiểu tiện khó khăn, đau bụng dưới bí ách, tiểu tiện vàng, đục hoặc ra sỏi. Trong trường hợp này, người bệnh sử dụng kết hợp với các vị thuốc bao gồm bồng bông, mang tiêu mỗi thứ 100g, hổ phách 40g, bằng sa 20g, tất cả tán thành bột, uống ngày 5-8g, ngày 3 lần hòa với nước sôi để uống. Chữa sỏi niệu đạo: đơn giản nhất là người bệnh có thể chỉ cần sử dụng thuốc từ cây bồng bông để sắc uống trong ngày, hoặc dùng kết hợp với các vị thuốc gồm biểu xúc 15g, mã đề 30g, tạo thành một thang thuốc dùng sắc uống mỗi ngày một thang. Người bệnh nên áp dụng thuốc trong 1-2 tuần liền sẽ có hiệu quả. Chữa bệnh sỏi mật: bài thuốc dùng bồng bông 15g, kim tiền thảo 30g,
kê nội kim 10g, ức kim 10g, ngọc mễ tu 10g, xuyên liên tử 10g, chỉ sát 6g, phát căn 6g, huyền minh phấn 1g, sắc uống. Chữa tiểu tiện khó đau rát. Bài thuốc: bồng bông, hoạt thạch 30g, ngọn cành cam thảo. Cam thảo dùng ở dạng phơi khô, tán thành bột. Tất cả tạo thành bài thuốc dùng để sắc cùng với mạch mon để uống ngày 2-3 lần. Chữa bệnh phù thủng, khát nước, tiểu tiện vàng hoặc đỏ. Bài thuốc: ma hoàng 30g, bồng bông 45g, trạch tả 45g, xích tiểu đậu 30g, thiến thảo 30g, sinh bạch trật 45g, sinh cam thảo 15g, phục linh 60g, phụ phiến 45g, bào khương 30g. Tất cả tán bột, đem hòa với mật và nặn thành từng viên 10g để sử dụng. Người bệnh dùng mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên. Các bài thuốc này khá đơn giản và có tác dụng điều trị các chứng bệnh hiệu quả. Người bệnh có thể tham khảo và ghi nhớ để áp dụng mỗi khi cần thiết. Bên cạnh đó, các bạn cần thiết không nên quên việc phòng ngừa và thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe đối với các trường hợp bệnh nêu trên để có biện pháp khắc phục và điều chỉnh chữa trị sao cho có hiệu quả nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cảnh báo, hãy ngừng ăn cá rô phi ngay lập tức khi đọc xong bài này. Có thể bạn chưa biết, nhưng mỗi lần ăn cá rô phi, bạn đang khiến sức khỏe của bản thân và gia đình gặp nguy hiểm. So với thịt bò và thịt heo, cá luôn được xem là nguồn protein lành mạnh hơn cả, bởi cá chứa ít chất béo, cholesterol và calorie hơn nhiều. Đồng thời, cá rất giàu vitamin, khoáng chất và các axit béo thiết yếu, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải mọi loại cá nào cũng tốt. Một số loại cá bị nhiễm độc thủy ngân cao ở biển, trong khi đó, có nhiều loại cá nuôi gây ra những nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe mà tất cả chúng ta đều phải tránh hoàn toàn. Hay ít nhất là giảm tiêu thụ nếu không muốn nhập viện, thậm chí tử vong. Cá rô phi, một trong những loại cá nuôi phổ biến nhất, được nhiều bà nội trợ ưa thích vì giá rẻ và mùi vị thơm ngon. Thực tế, cá rô phi là thủy sản được tiêu thụ nhiều thứ tư tại Mỹ, theo Viện Cá Quốc gia Mỹ. Nhưng có thể bạn chưa biết, mỗi lần ăn cá rô phi, bạn đang khiến sức khỏe của bản thân và gia đình gặp nguy hiểm. Sau đây là 3 lý do để bạn ngừng ăn cá rô phi nuôi ngay lập tức. Bạn có khả năng bị nhiễm độc. Cá là loại thủy hải sản mà những ai muốn hấp thu axit béo omega 3 thường ăn. Như bạn đã biết, omega 3 có lợi cho sức khỏe bằng cách hạ huyết áp, giảm cholesterol trong máu và tăng cường hệ miễn dịch. Nó cũng ngừa viêm khớp, suy nhược, bệnh tim, thậm chí ung thư. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Wolfred cho hay, cá rô phi chứa nhiều omega 6 hơn omega 3, với tỷ lệ là 11:1. Mặc dù cơ thể cũng cần omega 6, song lượng omega 6 cao hơn đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh suyễn, viêm khớp và những bệnh viêm khác. Nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Có nhiều báo cáo cho biết, cá rô phi nuôi tại Trung Quốc được nuôi bằng phân gia cầm và gia súc. Do đó, có thể tăng nguy cơ mắc ung thư của bạn lên gấp 10 lần so với cá rô phi ngoài đồng. Theo nhiều nguồn tin, cá rô phi nuôi thường được cho ăn phân vịt, gà và heo. Có nhiều lý do để tin rằng đây không chỉ là lời đồn đại. Năm 2009, Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA đã kiểm tra thủy sản nuôi nhập khẩu từ Trung Quốc và cho biết nhiều nông trại và cơ sở chế biến thực phẩm Trung Quốc được đặt tại những khu công nghiệp nơi không khí, đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hơn nữa, nghiên cứu tuyên bố nhiều nông dân thường dùng chất thải gia súc và gia cầm để làm thức ăn cho cá rô phi. Cá rô phi thường được nuôi trong môi trường ô nhiễm cao. Bạn có thể ăn phải thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu và hóa chất. Vì cá rô phi được nuôi ở môi trường chật hẹp, chúng dễ bị mắc bệnh hơn. Khi đó, người nuôi sẽ cho cá uống kháng sinh để ngừa bệnh. Cá cũng được cho thuốc trừ sâu để trị bệnh rạn biển. Những hóa chất này cực hại cho sức khỏe nếu bạn ăn phải.
Dibutylene, một hóa chất được dùng trong việc chế tạo nhựa PVC, cũng có thể được tìm thấy ở các rô phi nuôi ở nông trại. Hóa chất độc hại này có thể gây viêm nhiễm và làm suy yếu hệ miễn dịch. Nó cũng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh dị ứng, hèn xuyễn, béo phì và rối loạn trao đổi chất. Một hóa chất độc hại khác trong cá rô phi là dioxin, vốn có liên quan tới việc phát triển bệnh ung thư và những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng khác. Cơ thể bạn cần tới 7 đến 11 năm để thải loại được chất độc này ra khỏi cơ thể đấy. Những thông tin này có thể khiến bạn phải cân nhắc lại trước khi ăn món khoái khẩu này. Nếu không mua được cá rô phi ngoài đồng, hãy hỏi kỹ người bán về nguồn gốc của cá nuôi mà bạn định mua. Đừng mua cá rô phi từ những nguồn trôi nổi, không rõ xuất xứ. Nếu thấy cá có dấu hiệu nhiễm bệnh, đừng bao giờ mua về ăn nhé.